Xin chào quý vị Nguyễn Xuân Nam, xin trân trọng chào quý vị và xin chào cô cháu gái thân thương, cô Vi Huỳnh và câu chuyện ta nói ngày hôm nay về Medicare, về chăm sóc sức khỏe, và quyền lợi cho tuổi già. Thưa quý vị, và xin mời cô gái chào quý vị. Dạ, con xin kính chào chú Nam và con xin kính chào quý cô chú bác đang lắng nghe và xem chương trình của hai chú cháu con. Rồi, cảm ơn con. Quý vị nhìn thấy cô Xuân Nam ngồi trên cái cái cầu Golden Gate rất là thơ mộng và đẹp đẽ không mưa gió bão bùng và thấy cô vi huỳnh ngồi trong phòng cũng rất là bé cao rất là đẹp không mưa gió bão bùng thực sự bên ngoài mưa to gió lớn và quý vị mở đầu chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị lời cảnh cáo rất là quan trọng lưu ý trong cuối tuần này bão tập đến california và kéo dài xuống cả nước mỹ và nhiệt độ hạ thấp và tốc độ gió có thể lên tới 150 cây số giờ. Tốc độ gió có thể lên tới 150 cây số giờ và tuyết rớt ở nhiều nơi. Dẫn thung lũng điện tử chúng tôi tuyết trên đỉnh núi bắt đầu xuất hiện, trên vùng Sierra lên Reno bắt đầu xuất hiện. Và cái điều gì nữa thưa quý vị là trời mưa gió. Ngày hôm nay chúng tôi đã có dịp đi ở Juroi, dọc đường cũng gặp tai nạn nữa Hay vì đi khoảng 30 phút chúng tôi tới thành phố đó thì tới hơn một tiếng đồng hồ chúng tôi tới họp trẻ và mới tới nơi thì người ta đã họp khoảng trong 20 phút rồi thì chúng tôi phải xin lỗi nhưng mà nói cho mình đi tới nơi và về tới trốn được là may rồi cho nên với cái không khí hoàn cảnh như vậy chúng tôi luôn luôn cảnh giác rất độc giả tín giả của mình rất thận trọng trong mấy ngày tới và nhà cửa chúng ta thì có có thể có tình trạng lụt một số các vùng nhà cửa mà dễ bị ngập nước đó, thì nước có thể vào nhà và quý vị lưu ý nếu trong trường hợp như vậy quý vị có thể lên thành phố lên quận hạt xuyên cái bao cát đó quý vị có thể chắn che cái nước không vô nhà nhưng mà có thể nói cuối tuần này bước ra con đường chừng nào như đường nào tốt chừng đó bước ra đường dù đường nào tốt đó những tai nạn có thể xảy ra rồi khí hậu rất là khắc nghiệt đặc biệt người lớn tuổi cần ở nhà có ấm ăn no mặc ấm có khỏi bị nguy hiểm thì đó là lời chúng tôi hai chú dấu tôi xin gửi đến quý vị một lời cảnh báo đầu tiên cháu có nghe cháu có sợ không cháu thưa chú thật sự á um... Hôm nay mình thâu thì ngày mai là sáng mai đó là ngày đầu thứ bảy đầu tiên của tháng thành ra con đi ra ngoài cộng đồng làm cà phê thì hy vọng không có mưa nhiều lắm trong thời gian uh, buổi sáng chào cờ thành ra ừ. là con cũng uh, uh, cân nhắc uh, mấy quý bác là uh, một lần nữa giống như là chú Nam mới vừa nói cẩn thận đi uh, nếu mà không cần thiết phải đi thì mình ở trong nhà uh, bởi vì ở ngoài mưa gió ngày mai cũng khá là nhiều thành ra là ở trong nhà cho nó an toàn như về cửa hàng cà phê chỗ ngày mai có thể bị ế nha dạ có thể bị ế nhưng mà không sao mưa gió hay là nắng gì cũng phải đi làm thôi chứ ừ. như vậy mà thường thường cháu ra đó tới mấy giờ dạ thường là tám giờ rưỡi là con có mặt ở ngoài đó rồi ừ. dạ. và mỗi lần họ, họp đầu tháng về cái đông đó, cháu dạ cũng tùy theo thôi chứ giống như um, um, thường thường những cái ngày lễ thì đông hơn bình thường dạ. ừ thì đó cái bản tin đầu tiên trong chương trình của cô Vi Huỳnh chúng tôi cũng cái một lời mà lưu ý quý vị tình trạng thời tiết rất là xấu và không phải chỉ ở San Jose đâu chúng tôi vô cái bản sơ đồ của sở khí tượng trên toàn quốc đó thì cái bản đồ nó cho thấy cái vùng nào bị ảnh hưởng thì gần cả nước Mỹ gần như cả nước Mỹ chứ không phải chỉ có riêng San Jose của chúng tôi cho nên câu chuyện này không phải chỉ nói cho người sang dê mà quan trọng nói cho người sang dê và cũng rất quan trọng khi nói cho cộng đồng người việt trên toàn khắp nước mỹ và bây giờ tới cái mục thứ hai là cái bảo hiểm của chính phủ thì trong cái tuần vừa qua thì cô vi huỳnh có giúp một người mà rất là thú vị và cô học được nhiều bài học trong vụ này khám phá được nhiều cái chi tiết hữu ích và tránh cho cái người mà thân chủ của mình một cái sự mà thua thiệt rất là cần thiết. thì chúng tôi muốn mời cô chia sẻ lại cái câu chuyện này có thể giúp cho nhiều người cùng hoàn cảnh có thể hiểu được vấn đề hơn. xin mời cô. Dạ, yeah, con cảm ơn chú. Thưa chú và thưa quý bác, thì cái câu chuyện là như thế này, có một uh, bác này đã làm cho chính phủ uh, ngày xưa, thì khi bác về hưu là bác được có cái bảo hiểm ở trong uh, chỗ làm luôn, thì tiếp tục được cái bảo hiểm của chính phủ nhưng mà mỗi một năm thì cái tiền premium nó tăng lên hàng tháng thì um, cô con gái gọi cho con là hỏi con có cái chương trình nào khác không để mà xếp cho bác bởi vì mỗi tháng bác trả 500 đồng hơn lận thì con mới nói là chắc chắn là con có con kính mời đến văn phòng của con rồi đem hết những cái tên của bác sĩ đem mấy cái tên thuốc đồ tới để con coi con check coi cái chương trình bảo hiểm nào phù hợp với bác rồi con sẽ thay đổi cho bác thì khi mà bác đến thì con mới hỏi bác cái bảo hiểm của bác là nó là medicare supplement thì từ đâu ra bác nói là từ của trong chỗ làm đi ra thì con mới hỏi lần tiếp là bác nói là mỗi tháng bác trả ngày xưa thì bác trả hơi ít um, trăm mấy hai trăm mấy ba trăm mấy bây giờ lên tới thành năm trăm mấy nhưng mà con mới hỏi kỹ là Bác ơi, cái bảo hiểm này á nó là Medicare Supplement nhưng mà ở trong chỗ làm ngoài cái premium bác trả hàng tháng ra bác có được gì thêm nữa hay không? Thì bác mới nói là bác được mỗi tháng ở trong chỗ làm cho reimburse lại cho bác hơn 600 đồng. Thì con mới nói là như vậy thì bảo hiểm của bác rất là tốt, tính ra đó là bác cũng không có trả gì nhiều đâu. Um, nếu con thay đổi cho bác cái chương trình bảo hiểm này, thứ nhất là bác sẽ bị mất đi cái tự do của cái chương trình bảo hiểm của bác là chẳng hạn như là bác không có được đi tự do ở ngoài bất cứ nơi nào cũng được thứ hai nữa là bác sẽ mất luôn cái tiền reimbursement mỗi sáu trăm mấy mỗi tháng đó đó mà khi mà bác con làm bảo hiểm cho bác rồi á bác không có dòng lại được cái bảo hiểm đó thì như vậy nó sẽ không có hay cho bác thành con nên cho nên là con khuyên bác là giữ cái bảo hiểm hiện tại của mình mà con không có làm thay đổi bảo hiểm gì cho bác hết và con cũng cân nhắc với bác là sau này nếu mà có ai gọi bác thay đổi bảo hiểm bác không nên làm bởi vì bác làm bác mất xong là coi như là bác mất mất luôn cái bảo hiểm đó không có quay dòng lại được ở đây con muốn um, chia sẻ cái um, trường hợp này là con muốn cân nhắc với um, tất cả quý um, cô chú bác uh, nếu như mình có một cái bảo hiểm tốt trước khi mình muốn thay đổi một cái chương trình bảo hiểm mình nên tìm hiểu với lại một người hiểu biết để mà um, hướng dẫn cho mình cân nhắc cho mình mình đừng có vội vàng mình nghe có cái phúc lợi uh, thì mình thay đổi mà một khi nhất là cái bảo hiểm ở, của quận hạt hay là của chính phủ của federal Road gì đó mình đang có mà mình bị mình bỏ đi thì mình sẽ không có được um, go back lại như vậy á thì cả đời của mình đi làm á, mình bị mất cái 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 bảo hiểm đó, cái phúc là cái mà benefit đó thì nó sẽ không có hay mà một khi mà mình tiếc rồi thì nó muộn rồi. cho nên là quý um, cô chú bác uh, nên uh, coi kỹ trước khi thay đổi một cái chương trình bảo hiểm bởi um, gọi cho con, con sẽ hướng dẫn cho rất là tận tình đi đến với con đó là con check kỹ lắm trước khi mình thay đổi, tại vì con không muốn uh, sau này bị la, bị rầy, bị đổi thừa là con làm ừ. việc không có mà à, trách nhiệm hay là con làm việc thất sắc đó là cái sự nhắc nhở của con đó thưa chú và thưa quý bác ừ. Rất là cảm ơn con Chăm sóc các cụ như vậy Có thiện chí vậy là tốt dạ Vì có một trường hợp Chú nghe nói là có một số người tới cháu Muốn thay đổi Và nó chưa hết hạn Thì họ vẫn thay đổi cái bảo hiểm của họ được Medicare của họ được Cái chuyện là chuyện như thế nào thì cháu À dạ được thưa chú, trong cái thời gian này mình cũng có um, bây giờ mình cũng là tháng 3 rồi thì nếu mà từ hồi cái thời gian ghi danh 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 thưa chú và thưa quý bác. Nếu mà mình chưa có cái cơ hội thay đổi thì trong lúc này mình vẫn được thay đổi thêm một lần nữa và ngày cuối sẽ là 31 tây cuối tháng 3. Um, cho nên là cứ đến với con tìm hiểu coi thử coi À, mình có cái nhu cầu uh, nào hợp với một cái chương trình nào hay không để mà mình thay đổi còn mình không cần muốn thay đổi mà mình muốn chỉ muốn tìm hiểu cho biết thì cũng là một cái hay chỉ mất thời giờ chút xíu thôi nhưng mà mình học hỏi thêm mình biết thêm được là cái nào mình uh, nên chọn và mình có nên uh, chọn hay không hay là mình ở lại với chương trình hiện tại của mình bởi vì cũng có nhiều cái uh, sự thay đổi trong cái năm Uh, 2024 này, nhất là khi mà uh, quý bác ở trong một cái chương trình cũ hay chương trình mới, thì mình cũng nên coi như là cái thuốc nó có thay đổi hay không, bác sĩ uh, của mình còn hợp đồng ở trong cái chương trình đó hay không. Yeah. Như vậy, một ngày chú đi làm, chú tiếp khách cứ hết bao nhiêu giờ? <laughs> thì chú giống như hồi sáng này, <laughs> thật sự mà nói á, nhiều khi á, con phải xin lỗi mấy quý bác á, là vừa làm mà vừa ăn á, mà quý bác ngồi á, con vừa tiếp mà vừa ăn vừa sáng sớm bước vô cái hết là mấy bác dí con cho thấy nhiều khi hai ba giờ ba bốn giờ luôn cũng không chừng nữa ừ. thấy cháu cháu cứ ngồi chỗ tiếp khách không là, 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 là hết giờ rồi dạ ừ. thật sự thế chắc là mấy quý bác cũng thấy được cái cách làm việc của con vừa tận tình vừa à, thật thà thật con lúc nào con cũng nói hết là mấy quý bác không cần phải là khách của con nhưng mà người thân và gia đình là khách của con cũng là được là quá đầy đủ rồi bởi vì nhiều khi mỗi một trường hợp mỗi người khác nhau mà nếu mà con làm không đúng á là con sẽ không có được quý bác giống như là quý con để mà đi đến với con ừ. rồi có một điều nữa câu hỏi này cũng hỏi cháu luôn là 65 tuổi thì chuyện lo Medicare như thế nào trong tình hình này thưa cháu? Dạ, con cảm ơn chú nhiều thưa chú. Cho phép con chia sẻ số phần của con trước khi con trả lời chú nha. Đúng rồi, đúng à. rồi, cái đó, cái đó quan trọng. Dạ. phone của con thưa chú và thưa quý bác 408-310-0315, dạ 408-310-0315. Địa chỉ văn phòng là 3005 Silver Creek Road phòng 102 San Jose California 95121 dạ. Yeah. Thì yeah. con trả lời câu hỏi của chú Nam cho cái tuổi sinh năm 1959 là cái tuổi này mình sắp sửa 65 tuổi thì vừa rồi con có một người khách sinh năm um, sinh một tây tháng tư thì đã nhận được cái thẻ Medicare và bắt đầu um, một tay của tháng ba rồi thành ra là cũng vừa kịp thời uh, con giúp cho sign up uh, cái một cái bảo hiểm uh, bắt đầu một tay tháng ba ở đây uh, con muốn nói uh, là um, đây là một cái trường hợp rất là cụ thể là bởi vì uh, bác này sinh một tay của tháng tư nhưng mà cái Medicare đã, đã bắt đầu vào một tay tháng ba có nghĩa là nếu mà quý cô chú nào mà sinh một tay của tháng thì cái Medicare của mình sẽ bắt đầu trước một tháng của cái tháng sinh nhật của mình cho nên là mình sẽ được apply cái Medicare trước bốn tháng uh, cái tháng tuổi của mình và sau ba tháng nhưng con thật sự là khuyến khích mình apply trước ba 3 tháng cái hoặc là 4 tháng cái tuổi 65 của mình. Bởi vì nếu mà mình cần một cái bảo hiểm sức khỏe mà mình apply trễ đó thì mình sẽ có cái thẻ Medicare chậm trễ, mặc dù mình apply trễ nhưng mà cái thẻ Medicare cũng sẽ bắt đầu vào cái tháng sinh nhật của mình và mình vẫn phải trả tiền Medicare Part B từ cái tháng sinh nhật của mình. Thì nếu let's say bây giờ mình bảo hiểm mình đã bắt đầu um, trong cái tháng 3 rồi mà tới tháng 3 mình mới apply thì coi như ít nhất 2 tháng là khoảng tháng 5 mình mới có cái Medicare thì trong cái tháng 4 tháng 3 tháng 4 à, mình không có cái bảo hiểm nào hết Nếu mà không may Mình phải đi bệnh viện đi bác sĩ Thì coi như là mình phải trả cái 20% đó Cộng cái deductible và copay luôn Thì nó sẽ không may cho mình Thành ra một lần nữa cần cân nhắc quý bác là Sinh năm 1959 à, Mình à, nên tìm hiểu trong lúc này và để apply cho Medicare bắt đầu từ tháng nào Mình được apply trước 3 tháng Hoặc 4 tháng nếu mình sanh vào một tầy Cái tháng sinh nhật của mình Và sau 3 tháng Còn mấy quý bác nào mà đang đi làm Có bảo hiểm ở trong chỗ làm Và quyết định về hưu Thì nên liên lạc với con ít nhất trước 2 tháng Để con hướng dẫn cho mình apply cái Medicare phần B Mình apply trước 2 tháng Để mình cho thời gian Cho chính phủ bên Medicare đó process cái Medicare copy B của mình để mình đừng có bị chậm trễ. Đó là sự cân nhắc của con đó thưa chú và thưa quý bác. Ừ. Như vậy thì cũng nhiều chuyện Cũng nhiều chuyện Dạ. Yeah. Mà không phải ai cũng rành Nếu mà quý vị không rành Hay là thắc mắc Ví dụ câu chuyện hồi nãy đó, Vấn đề thay đổi bảo hiểm đó, Mình không có rành Và mình đi đến lộn chỗ đó, Tới cái chỗ một cái, một cái người mà Asian người dịch vụ mà họ chỉ lo vấn đề quyền lợi hay họ, họ không để ý tới cái chi tiết bảo hiểm cũ của mình thì quý vị mất uh, một cái bảo hiểm rất là tốt nhưng mà lại ngược lại mình lấy bảo hiểm chưa chắc tốt bằng vừa tốn tiền vừa tiền mất tật mang vừa có bảo hiểm xấu hơn cho nên cái sự mà uh, phải tham khảo những người có uy tín như agent có uy tín có tín nhiệm cái lấy cái vấn đề phục vụ là chính chứ không phải lấy vấn đề lợi nhuận là chính á, thì vì vị có khi là quý vị không thay đổi nữa, giữ cái cũ, mà cái điều đó ít có khi nào người ta nói cho quý vị nghe lắm. Cảm ơn cháu đã lo lắng cho đồng bào về tốt, cho đồng hương về là tốt, rồi trước khi mà chia tay với cháu, cháu còn điều gì muốn nói nữa không? Đó là cái sự chia sẻ của con uh, trong tuần này hai chú cháu mình. Thì con xin nhắc số phone của con một lần nữa thưa chú và thưa quý bác là 408-310-0315. Dạ, 408-310-0315. Bất cứ thắc mắc gì, trước khi quyết định gì, liên quan bảo hiểm, liên quan Medicare, gọi cho cháu Vi Nguyễn cho nó chắc ăn. Tham khảo cháu, chút mất năm 10 phút không sao rồi Rân, chắc ăn không thì thôi cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị, số điện thoại cháu 408-310-0315, 408-310-0315, cảm ơn cháu. Con cảm ơn chú cháu. rất là nhiều, con kính chúc sức khỏe của chú và cảm ơn thời giờ của tất cả quý cô chú bác lắng nghe và xem chương trình của hai chú cháu con. Con cũng kính chúc à. sức khỏe tất cả quý cô chú bác.